Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tuần này, để xem câu chuyện đó là chuyện gì và là chuyện của ai. Chào em. Dạ, em chào chị Nhi. Em xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mình đang chào mọi người nhưng mà mọi người đang không có thấy mình nè. Dạ. Vì sao vậy? Vì sao mình lại cũng khá là giống với các bạn trong dạo gần đây, tìm đến với Ai Cũng Có Chuyện nhưng mà không có muốn đối diện với ống kính? Tại vì cái câu chuyện mà em sắp kể thì nó hơi bị nhạy cảm ạ. Nên là em không có muốn là gia đình em biết được, mà muốn đào lại cái chuyện cũ để mà đau lòng á. Mình không có muốn gia đình biết. Dạ. Giờ không thấy mặt nhưng phải đặt tên. Giờ gọi tên gì cho chị dễ nói chuyện với em đây? Dạ, chị cứ gọi em là Khánh đi ạ. À, năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hiện tại là em 28 tuổi. 28 tuổi. Dạ. Một chàng thanh niên rất là trẻ. Vậy thì bây giờ để cho khán giả có thể tạm hình dung về chuyện mình sắp kể, thì em có thể gom nó lại thành một cái chủ đề được không? Thì chuyện mà em kể thì nó là một cái câu chuyện có thật, và nó liên quan đến tất cả các thành viên trong gia đình em á. Tất cả các thành viên? Chủ yếu là liên quan đến ba mẹ em, đến em và chị gái của em. Là nhà mình có 4 người. Dạ. Vậy thì bây giờ em muốn bắt đầu câu chuyện ở thời điểm nào trong cuộc đời của em? Chắc là em sẽ bắt đầu từ khi mà em còn nhỏ. Ừ. Em thì sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình khá là bình thường. Em không biết tại sao thì mẹ em lại dành nhiều cái thời gian và cái sự quan tâm, cái tình yêu thương cho chị gái em nhiều hơn em á. Mình cảm thấy chị gái được ưu ái nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Cụ thể những cái trải nghiệm nào của cái thời thơ ấu mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ và em cảm thấy là có vẻ mẹ đã thương chị nhiều hơn thương mình? Dạ, ví dụ như là từ nhỏ tới lớn thì chị của em thì được đầu tư học hành, kiểu như chị em muốn gì cũng được đấy ạ. Mẹ em đều chiều theo ý của chị em ạ. Và kiểu như, ví dụ như là chị em muốn đi học Anh văn hay là học tiếng Pháp, học tiếng Hàn, hay là muốn làm cái này cái kia, mẹ em đều chiều ý theo. Kiểu như là chị em mà thích cái gì, mẹ em đều cố gắng để xoay sở tiền để mua cho. Cho dù là mẹ em không có đủ tiền thì mẹ em cũng đi vay chỗ này mượn chỗ kia, thậm chí là về dưới quê để mượn tiền họ hàng để mà cho chị em, để đáp ứng được cái nhu cầu của chị em á. Còn những nguyện vọng và những cái nhu cầu của em thì được mẹ em hồi đáp như thế nào? Ngoài những cái mà vấn đề về tiền ăn, tiền học cơ bản ra thì em không có được mẹ em đáp ứng bất cứ một cái gì cho. Thế còn phản ứng của ba em thì sao? Dạ, ba em thì cũng kiểu như là ba em cũng không có một cái phản ứng gì á. Ba em thì là một người mà khá là cục cằn và có cái tư tưởng là sống an nhàn á, nên là ba em không có kiếm được nhiều tiền, còn mẹ em thì lại kiếm được nhiều tiền hơn. Khi mà hồi em còn ở nhà á, thì chị em gây ra rất là nhiều chuyện, nhưng mà mẹ em lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và bỏ qua cho chị em, cho dù là chị em có làm nhiều cái chuyện mà sai lầm hay là mắc những cái lỗi lớn đến đâu đi chăng nữa. Em lớn lên thì em phải chứng kiến cái cảnh là nhà em lúc nào cũng thiếu thốn tiền bạc á. Và ba em, mẹ em với chị em thì lúc nào cũng gây lộn với nhau về vấn đề tiền bạc. Sáng mở mắt ra là nhắc đến tiền, trưa ăn cơm cũng là nhắc đến tiền, và tối đi ngủ cũng nhắc đến tiền. Em cảm thấy chán nản cái cuộc sống như vậy lắm ạ. Và chị em mặc dù là được đầu tư hết cái này tới cái kia, từ điện thoại, xe, laptop cho tới học này học nọ, nhưng mà vẫn không có một kết quả gì hết. Công việc thì vẫn không đi đến đâu ở đâu ạ. Cho nên là chị em với cả nhà em lúc nào cũng gây lộn với nhau. Ba em thì lúc nào cũng đề cập đến cái chuyện là chị của em thì đi làm suốt bao nhiêu năm mà không có đem được nổi một đồng nào về cho gia đình ạ. Còn mẹ em thì lúc nào cũng trách móc là đầu tư tốn kém bao nhiêu tiền của cho chị em mà chị em không có đem lại được một cái kết quả gì, không những vậy còn mang nợ về cho nhà. Mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Còn chị của em thì hồi đáp thế nào với ba mẹ của em? Dạ. Chị của em thì kiểu như là chị của em thì cũng không có vừa, cũng kiểu như là cũng cự cãi với ba mẹ. Thì chị của em thì cũng
trách ba mẹ là không có hiểu được là bà nghĩ gì á. Với cả bà không có đưa ra một cái lời giải thích là tại sao đi làm bao nhiêu năm mà không có kết quả gì hết. Kiểu như tháng này thì mua cái xe này, mua cái điện thoại này nhưng mà tháng sau không thích nữa thì lại lấy lý do là đi làm mà không có phù hợp hay là sợ bị người ta chê cười này kia thì kêu mẹ em đổi cho. Rồi sau đó là chị ra trường, chị đi làm công việc gì? Chị em đổi rất là nhiều công việc luôn ạ. Hầu như là cứ một thời gian ngắn là lại đổi công việc mới. Nhưng mà cái hiệu quả mà nó đem lại thì không có. Chị em không có đem được cái tiền về cho gia đình, không có phục vụ được cái kinh tế cho gia đình á. Nhưng mà nợ nần mang về thì rất là nhiều luôn á. Hồi năm 2012, khi mà gần đến Tết thì tụi chủ nợ có tới nhà đập cửa và đòi giấy nợ. Và chị em đã phải quỳ xuống khóc lóc xin ba mẹ em là trả nợ giúp. Tức là cách đây 12 năm rồi đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em 16 tuổi. Dạ đúng rồi. Và đấy là lần đầu tiên mà em thấy chị của em là quỳ xuống khóc lóc xin ba mẹ em, xin ba mẹ em trả nợ cho. Nhưng mà một vài ngày sau thì chị em lại quay lại cái thái độ như cũ ạ. Và chị em bị mang tiếng là đi làm suốt bao nhiêu năm mà không có kiếm được ra tiền á. Chị em bắt đầu là gọi là đi làm á là từ năm 2008, 2009 gì đó. Và em thấy là lần nào chị em đi làm về thì cũng không có đem tiền về mà chỉ đem về một đống nợ cho gia đình thôi ạ. Gia đình em thì phải còng lưng ra trả nợ cho chị. Em thì thấy chán cái cuộc sống như vậy. Em cảm thấy là không còn một cái sự gắn kết với gia đình nữa. Thì em bắt đầu là em lên kế hoạch là vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Phản ứng của ba mẹ em như thế nào về việc em rời đi? Thì lúc đầu ba mẹ thì em cũng phản đối dữ lắm ạ. Tại vì em là đứa con trai ở trong nhà mà tự dưng lại bỏ nhà đi xa như vậy thì cái phản ứng đầu tiên là rất là sốc. Và ba mẹ em kiểu như cấm em đi luôn á. Em đi vô Sài Gòn và em lập nghiệp thì em cũng phải trải qua đủ thứ nghề và đủ thứ công việc luôn á. Không biết là do may mắn hay là do sao, hay là do trời thương mà một năm sau thì công việc của em thuận lợi và em kiếm được rất nhiều tiền á. Kiểu như là lúc đấy là mẹ của em bắt đầu gọi điện cho em nhiều hơn, bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Thật ra là mỗi lần gọi điện như vậy là đều đề cập về tiền á. Mẹ em đề nghị là em gửi tiền ra để cho mẹ em giữ. Em có thuận theo cái nguyện vọng của mẹ không? Em nói chung là em cũng thương mẹ nên là em cũng gửi tiền đều đều ra cho mẹ á. Là gửi nhờ mẹ giữ hay là gửi và hiểu rằng là mình cho mẹ? Dạ em gửi và em hiểu là em cho mẹ luôn. Tổng cộng là mình gửi được cho mẹ trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Dạ, em nhớ là khoảng 150 triệu ạ. Trong bao lâu? Khoảng nửa năm. Em lại thất vọng tại vì sau này em biết được là mẹ em dùng cái số tiền đấy để trả nợ cho chị của em. Em phải biết về cái điều đó ngay từ đầu mới đúng chứ. Sau này thì mẹ em cũng lạm dụng cái việc đấy. Ví dụ như là cái Tết năm 2018 ạ. Thì mẹ em có gọi điện từ Hà Nội vô trong Sài Gòn. Mẹ em kêu em là gửi cho 27 triệu để trả nợ cho chị em. Tại vì là lúc đấy là 27 Tết rồi mà tụi chủ nợ tới nhà để tạt mắm tôm, tạt dầu hôi vô nhà em. Mẹ em lúc đấy mới gọi điện cho em để cầu cứu. Và em thì nghĩ là em cũng thương mẹ và em cũng không muốn làm ba mẹ buồn, nhất là sắp đến Tết đến nơi rồi. Cho nên là em cũng gửi tiền ra để cho ba mẹ trả nợ cho chị ạ. Nhưng mà mọi chuyện nó không có dừng lại ở đó. Và chị em còn lên hẳn cái kế hoạch là vô Sài Gòn để ăn nhờ ở đậu ở chỗ nhà của em á. Nhưng mà em lại ngạc nhiên một cái là mẹ em lại ủng hộ cái chuyện đấy. Và mẹ em còn dặn em là phải giúp đỡ chị em á. Khi mà chị em tới ở chỗ của em á, ngày đầu tiên thì bà giống như bà Hoàng ở trong nhà, bà ngồi một chỗ chỉ trỏ này kia, rồi sai em làm này cái kia. Và nói chung là bà không có ý định là ở chơi một vài ngày mà bà muốn ở luôn á. Cho nên là em sau một tuần thì em không chịu được và em đã tìm cách để đuổi khéo chị em
Rồi em đuổi thành công không? Dạ có, thì nói chung là chị em cũng đi. Nhưng mà có một hôm mà em không có ở nhà thì chị em cũng tự ý chạy tới chung cư chỗ em ở để gặp em á. Và đứng đợi ở đó. Nhưng mà em không gặp chị em. Và bà đứng đó đợi một hồi lâu, cho tới lúc mà không chờ được nữa thì bà về. Và ngày hôm sau bà đã gọi điện để mét mẹ của em. Và mẹ em lại trách em nữa. Trách em là không giúp đỡ chị em. Trách em là không thế này thế kia, chị em không thương yêu nhau á. Sau đợt đấy thì em cũng ít liên lạc với chị em, với gia đình của em. Khoảng mấy tháng sau thì đột nhiên chị em gọi điện thông báo là chị có bầu. Và lúc đấy em cũng rất là sốc. Bẵng đi một thời gian thì chị em thông báo là có chồng rồi. Và trong cái thời gian đấy thì em vẫn gửi tiền ra cho gia đình em đều đều luôn, phục vụ cho chị em trong cái thời gian mang thai á. Và sau đấy thì em biết được là cái số tiền mà em gửi ra cho nhà em là cho chị em là đi đâu hết rồi. Ai là người giữ cái số tiền khi em gửi về? Dạ, em gửi ra cho mẹ em á. Nhưng mà sau đấy thì em được biết là cái số tiền đấy là được mẹ em đưa cho chị em. Và chị em lại dùng để chu cấp cho cái người đàn ông mà chị gọi là chồng á. Nói chung là một thời gian sau thì người đó lấy lý do là đi làm xa, sau đó là đi khỏi gia đình em. Một thời gian sau thì cũng sắp đến kỳ mà chị em sinh nở rồi ạ. Thì chị em cũng lấy lý do là đi siêu âm mà chị em không chở ba mẹ em đi, không có người nhà theo. Rồi sau đấy chị em cũng nói là siêu âm ra song thai. Rồi cần phải chuẩn bị khoảng độ 70 triệu để lo cho chi phí sắp tới. Thì em cũng nghe lời, em gửi tiền ra. Nhưng mà sau đấy một thời gian thì kết quả là chị em chỉ đẻ ra được có một bé gái thôi á. Chứ không hề có cái chuyện là mang song thai giống như là chị em nói. Mà em cũng thấy lạ là tất cả đều là chỉ là lời một phía của chị em. Nhưng mà không biết sao gia đình em lại tin hết lần này đến lần khác. Em cảm thấy giống như là bản thân mình đang bị lợi dụng ạ. Sau này thì em cũng cảm thấy là thất vọng về gia đình, về mẹ, về chị gái. Cho nên là em từ từ em không còn liên lạc nhiều nữa. Và cho đến giờ phút này là đã là 5 năm trôi qua rồi. Nhưng mà em cũng không có về nhà được bao nhiêu hết. Em nhớ là hình như là em về nhà có được có 1-2 lần thôi. Chị thừa nhận hết cái nỗi đau của em. Chị biết được cái sự bức bách của em trong cái cách mà ba mẹ đã dành cho mình. Dạ. Nuôi dạy chị mình nó kỳ lắm. Cho nên chị không có ý kiến gì về câu chuyện em rời khỏi gia đình hết. Chị cũng không có ý kiến gì về cái câu chuyện mà em mặc kệ chị em hết. Kệ chị đi, em mệt chị lắm. Chị tới em cũng không tiếp nữa. Em có quyền đó. Nghe nó tàn nhẫn ha, nhưng mà ok, em có quyền đó. Nhưng lý do gì mình từ bỏ cha mẹ mình? Mỗi lần mà về nhà như vậy em lại nhớ đến cái chuyện chị em lừa em như nào. Rồi là nhìn thấy cái đứa nhỏ như vậy em lại nhớ đến những cái chuyện mà nó xảy ra trong thời gian qua. Nên là em lại không muốn về. Chị em lừa em như thế nào? Chị em không lừa em cái gì cả. Tiền là do ai gửi? Em là người gửi tiền. Và em phải tự hiểu khi em gửi tiền chắc chắn tiền nó sẽ được đưa cho chị em. Tại sao em lại có một cái niềm tin ngô nghê là 150 triệu đó con gửi cho mẹ thì mẹ phải đem đi cất nhà hay mẹ phải tự sử dụng, sao mẹ lại đưa cho chị? Sao em lại ngô nghê vậy? Cái niềm tin đó là do em tự phản bội em thôi. Em đừng quên 16 năm trong cuộc đời là 16 năm em chứng kiến mẹ em chiều chị em vô tội vạ. Thì đáng lý ra em phải có kinh nghiệm rằng một đồng em đưa cho mẹ em thì mẹ em cũng phải đưa cho chị em. Trách là trách mình non kinh nghiệm. À đúng rồi. Chị em không có lừa em gì hết trơn. Dạ như vậy không phải là gián tiếp lừa em hay sao ạ? Không ai lừa em hết á. Em được quyền không gửi tiền. Còn khi mình gửi tiền, mình phải tự hiểu rằng đồng tiền này nó có thể được sử dụng vô bất cứ mục đích gì mà em không còn quyền kiểm soát. Chia sẻ cho em một kinh nghiệm nào.
Em chỉ có thể quản được tiền của em khi nó còn trong túi của em thôi. Khi tiền nó ra khỏi túi của em rồi, nó được xài vào mục đích gì, dù em đưa cái tiền đó cho bất cứ ai, em cũng không còn quản được. Đúng không? Dạ. Cho nên khi quyết định đưa tiền cho một ai đó, hãy đưa với một tâm thế. Đưa tiền rồi thì quên nó đi, mà làm được chuyện đó thì hãy đưa. Còn không, giữ lại đi. Cái nỗi khổ của em á, nó đến từ cái việc là em tự làm khổ mình á. Em tự làm khổ ở cái chỗ đó là em đưa tiền cho người ta, nhưng em cứ kỳ vọng rằng cái tiền này nó phải xài vô cái chuyện số 1 nha, rồi số 2 nha. Nhưng mà không, tôi thích xài vô chuyện số 5, số 6 được không? Em đâu có quản được. Em đưa tiền cho mẹ em kỳ vọng là mẹ ơi, cái tiền này 10 triệu tháng này là con để cho mẹ mua thuốc, mua gạo, mua thức ăn. Không, nhà mẹ thích đưa cho chị con đi trả nợ đó. Em quản được không? Em đâu quản được. Dạ. Từ sau khi mà xảy ra cái chuyện đấy đến giờ thì nhà em không có ngày nào sống vui vẻ hết luôn á. Nhiều lần mà ba em gọi điện về, em nghe máy thì ba em nói là bây giờ cuộc sống với chị em thì chẳng khác gì cái địa ngục luôn á. Tức là nó còn kinh khủng hơn cả trước khi mà em vô Sài Gòn hay là trước khi em rửa tiền. Điều gì đang diễn ra ngoài nhà em? Sau khi mà chị em sinh con xong á, thì cái đứa nhỏ được giao lại cho ba mẹ em nuôi á. Còn chị em thì vẫn cứ sống cái kiểu vô tư như vậy, vẫn không có một cái trách nhiệm gì cho dù là mẹ á. Và vẫn đi làm mà không có đem được đồng nào về cho gia đình. Nhưng mà vẫn đòi hỏi đủ thứ ở cái gia đình này. Mà mỗi lần không vừa ý là chị em lại la hét, lại chửi bới, lại quay lưng bỏ đi. Và bây giờ cái trách nhiệm mà nuôi dưỡng, chăm lo cho gia đình em bây giờ là thuộc về ba em. Ba em phải một mình gồng gánh hết mọi thứ luôn. Em tin chị này không? Là đến cái mà ngày mà mẹ em lụm cụm chống gậy đi luôn, đến cái ngày mà bà trở thành một bà lão tóc bạc phơ luôn, hàng xóm tới thăm, con cháu về thăm mà dúi tiền trầu cau trà nước vô trong túi của bà ấy, bà vẫn có thể gom cái tiền đó dúi ngược lại cho chị của em. Những cái mảnh đời đó chị đã từng gặp ở ngoài rồi. Người ta có thể mù quáng trong cái tình yêu của mình dành cho con đến cái ngày kiệt cùng như vậy luôn. Nên vấn đề là em tính thôi, chứ em đừng có đòi người khác thay đổi. Dạ. Nhưng mà em vẫn không hiểu tại sao mẹ em có thể yêu thương chị em một cách mù quáng như vậy. Tại sao mẹ không thể nào mà yêu thương em được giống như là cái cách mẹ em yêu thương chị em. Bà yêu thương em chứ. Bà yêu thương em theo một kiểu khác, theo cái kiểu bà muốn em phải vinh hiển. Bà yêu thương em theo cái kiểu con phải trở thành một cái đứa khoa bảng. Bà yêu thương em theo một kiểu khắc nghiệt của một bà mẹ đòi hỏi con mình phải có công danh. Bà yêu thương chị gái của em theo một kiểu muốn con gái mình được chiều chuộng để có thể chị em trở thành một cô tiểu thư. Từ khí chất của một cô tiểu thư, có thể chị em lại được lọt vào mắt xanh của một công tử nhà giàu, được gả vào một nhà hào môn, rồi lại là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Có thể đó là tư duy mà mẹ em đã từng cài đặt, mà nó tạo ra cái cách mà bà nuôi dưỡng những đứa con. Nhưng rất không may là cái lập trình này nó không ổn. Cho nên đáng lý ra chúng ta có một cái cô tiểu thư để chọn mây tầng nào gặp gió tầng đó, thì chúng ta lại có một cái cô chỉ biết hưởng thụ và đòi hỏi, chứ không phải là lấy được một cái tấm chồng rạng danh. Dạ. Chúng ta không có được một cậu cái con trai vinh hiển, mà chúng ta có một cái đứa trẻ đầy tổn thương vì áp lực, vì bị đối xử hà khắc là em. Thế thôi. Thì ngoài cái chuyện mà mình được giải bài rồi á, thì cái mong muốn của em khi kể câu chuyện này ra, thì em có muốn chia sẻ một cái thông điệp gì đó cho nhiều người trẻ khác, cho nhiều gia đình khác không? Em thì trước hết thì em muốn là ba mẹ nào thì cũng yêu thương con đúng cách. Đừng có kiểu như là đứa thì tạo áp lực quá mức lên người tụi nó, còn đứa thì quá là nuông chiều
để mà dẫn tụi nó đến cái con đường hư hỏng á. Ừ. Chị mong như vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em. Chị cũng rất là hy vọng là trong một cái sự diệu kỳ nào đó thì những cái thông điệp này hoặc là cái câu chuyện này của em được chính gia đình của em đón nhận. Bởi vì chị cũng tin rằng mẹ em rất khổ tâm. Mẹ em có những cái sự trói buộc mà bà không vui sướng gì đâu, nhưng bà không bước ra được. Chị vẫn mong cái điều đầu tiên là các ông bố bà mẹ phải là người hạnh phúc trước tiên. Và có những cái sự khổ sở mà cái thế hệ trước phụ huynh không thể nào tự cởi trói cho mình được, thì chị hy vọng rằng cái sự can đảm nó sẽ đến từ thế hệ trước, để cái sự yêu thương trong gia đình nó được đúng đắn hơn. Và câu chuyện ngày hôm nay hy vọng rằng các bạn trẻ, một cái điều rất là quan trọng, mặc dù nó là một cái lát cắt rất là mỏng thôi, nhưng mà nó vô cùng quan trọng, đó là mình mong rằng là trong cái sự khổ sở của các bạn, hãy cố gắng đối diện với nó với một cái tâm thế nữa, đó là thừa nhận nỗi đau một cách đồng bộ của nhiều thế hệ. Sự tổn thương của các bạn là thật, là có và rất sâu, nhưng hãy hiểu rằng sự tổn thương ấy nó đến từ những cái nhát dao mà nó được mài nên không phải bởi sự cố tình của ông bà và cha mẹ, mà nó được tạo nên bởi những cái nỗi đau mà chính cái thế hệ ấy họ cũng không biết phải làm gì. Bởi vì mỗi thế hệ đều phải mang bên mình những cái sự hụt hẫn, những cái khiếm khuyết, những cái lo âu. Và khi chúng ta nhìn thấy điều này thì chúng ta cũng sẽ dễ bỏ qua cho nhau, chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Và đặc biệt một điều là chúng ta cùng hỗ trợ cho nhau để bước qua những cái nỗi đau ấy. Thì đó mới là cái giá trị cực kỳ quan trọng của cái gọi là gia đình, cái gọi là người thân. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái câu chuyện ở Ai Cũng Có Chuyện sẽ là một cái chất liệu rất là quan trọng để cộng đồng người Việt nhìn thấy và có cái sự thấu cảm giữa những thế hệ với nhau. Bởi vì cái bối cảnh văn hóa của chúng ta là một cái bối cảnh cực kỳ đặc biệt, khi chúng ta có rất nhiều những cái biến động ở từng thế hệ, để rồi cái sự thấu hiểu giữa các thế hệ là một cái điều vô cùng cần thiết, vì chúng ta có những cái trải nghiệm xã hội cực kỳ khác biệt từ thế hệ ông bà, cha mẹ và bây giờ là các bạn trẻ, và mai sau sẽ là những cái bạn mà chúng ta sẽ gọi là thế hệ alpha. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã khá dài rồi, chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với Ai Cũng Có Chuyện. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt. Ủy, em nghề nghiệp của em đang làm ở, em đang làm cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy cháy của công an tỉnh Sóc Trăng hả chị? Em tên gì chị chưa nghe rõ? Dạ em tên Ngân ạ. Ngân. Em sinh năm bao nhiêu Ngân? Dạ. Dạ em sinh năm 1998 ạ. Ừ. Đang làm công an phòng cháy chữa cháy ở Sóc Trăng. Dạ. Quê dạ, em ở Sóc Trăng luôn hả? Dạ, quê em ở Sóc Trăng luôn ạ. Ừ, rồi mình làm công an ở đây là lâu chưa? Dạ, em ra trường được 2 năm rồi. Em làm ở đây 2 năm. Ừ. Rồi, em nói cho chị một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Ừ, dạ, điểm mạnh của em chắc là dễ gần. Với lại kiểu cho ta cũng vui vẻ nhưng hòa đồng. Nhưng mà dạ với lại cái gì chị? Điểm mạnh em không quên rồi hả? Cứ thoải mái tự nhiên em. À, rồi đường tình duyên của em có tật xấu gì không? Tật xấu hả? Giống như là em chỉ có là em nấu ăn không giỏi, ý là em cũng không được giỏi việc nhà cho lắm. Rồi. Em đường tình duyên có hai mối tình rồi. Một cái là hồi em học cấp 3, còn một cái thì cũng mới đây cách đây 6 tháng. Được hai cái. Dạ. Ừ. Được hai cái mối tình luôn á. Rồi, vậy thì nói đi, mối gần đây sao mà chia tay em? Dạ, em với ảnh cũng nguyên nhau, xong rồi ảnh không có muốn công khai chị. Xong rồi sau đó thì em mới phát hiện ra là ảnh cũng không có muốn lâu dài với em, với ảnh cũng quen nhiều người khác á chị, nên mới chia tay. Ừ. Có nhiều đó mối tình thôi, rồi bây giờ ở trong cái môi trường em làm không có người phù hợp hay sao? Dạ tại em cũng không có thích, em cảm thấy không phù hợp đó chị. Ừ. Ok, bây giờ em muốn tìm một người như thế nào nè? Dạ em tìm một người giống như là chung thủy, với lại
nghiêm túc, với lại em tốt nhất là làm ở Sóc Trăng, tại vì em ở đây, công việc của em ở đây, muốn chuyển công tác rất là khó. Trời, thôi vậy giờ anh đó ở chỗ khác mà anh đó đi theo em được không? Anh đó chuyển theo em là được ha. Được. Dạ. Ok. Rồi, điểm em không thích ở bạn trai là gì? Như chắc là lăng nhăng, bạo lực, với lại kiểu chắc hai cái đó thôi chị, với lại không có chí hướng, không có chí tiến thủ. Em kiểu em thích người giống như là em cần phải giàu có nhưng mà phải có chí tiến thủ, với lại biết làm ăn này thôi. Trời ơi, em công an mà sợ gì, có giỏi gì không? Sợ sao, có giỏi công gì không, hoặc có học giỏi gì không? Em có được trang bị không? Dạ có một ít chị. Thấy chưa, thấy chưa, mà sợ vũ phu cái gì, đốt liền. Không chị đùa thôi. Ok, không chị thấy em xinh xắn dễ thương, công việc ổn định lắm luôn á, mà em có bị kén hay là gì không á? Chị muốn hỏi là em có khó tính gì không? Không mà tại chủ yếu là kiểu em cũng không có dễ thích ghét rồi em. Rồi ok Ngân nha, cảm ơn em. Nếu mà được chọn á thì chắc là em lên Sài Gòn em ghi hình là bình thường đúng không? Xin nghỉ phép đồ đơn giản không? Có cần phải xin cấp trên nó liên quan tới cái ngành công an của em không? Phải được duyệt gì không? Dạ không ạ. Dạ, em xin cũng dễ lắm ạ. Rồi ok em, rồi vậy cảm ơn Ngân nha. Nếu mà được chọn chương trình liên lạc lại rồi sẽ hướng dẫn cho em các em ha. Rồi mình hơi gập cái điện thoại xuống xíu nè, để thấy cái khung hình của mình cho nó đẹp nè. Đúng rồi, mình đang ở đâu hả? Đang ở nhà hay đi làm? Dạ em đang đi làm ạ. Ok, mình cứ nhìn thẳng vô camera điện thoại nha. Rồi, bây giờ là chủ yếu là bây giờ mình sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ, họ tên là Bùi Thị Vân Anh. Bùi Thị Vân Anh. Rồi, tiếp đi. 28 tuổi. 28 tuổi, tính ra là em sinh năm 9 mấy? 95 ạ. Ok. Rồi, em hơi đặt cái điện thoại ra xa xa xíu hơi. Đúng rồi, đúng rồi, đó. Đừng có ngửa lên quá, nó thấy hơi gặp cái điện. Đúng rồi. Rồi, quê em ở đâu và công việc hiện tại em đang làm gì? Quê quán là Thái Bình, công việc hiện tại của em là làm hút tóc chị. Nhưng mà em làm hút tóc ở đâu? Em làm hút tóc ở đâu? Em ở Điểm Tàu. À, là em mở, tự mở tiệm hay em làm cho người ta? Em tự mở tiệm hay em làm cho người ta? Dạ, em tự mở tiệm. Ủa, em đang xài một wifi hay 4G, nó hơi yếu quá.
nếu mà bị hình thì được, không bị hình thì cũng cần là quyền mình đúng không ạ? Tại vì nếu mà em lấy là gia đình, em định lấy là em gia ghi hình thì bọn chị mới làm việc tiếp với em. Còn là em còn lăn tăn cái gì hay sao mà em còn bảo là nếu mà không ghi hình. Dạ không, tại thì ai thì cũng mới thì cũng phải hỏi trước ạ. Ừ, thì cái này là các bạn tham gia đều rất là nghiêm túc và chương trình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ để chuẩn bị cho cái ngày ghi hình, chứ không phải là tới ngày ghi hình mình muốn tham gia thì tham gia, không tham gia thì không tham gia thì cái đó là không được, tại vì nó ảnh hưởng tới uy tín của chương trình, tới MC, tới tất cả mọi em thứ ơi. Luôn. Ờ, xin lỗi chị Nhung, chị nói với lại là em tham gia thì chương trình sẽ phát sóng trên truyền hình và phát trên các nền tảng mạng xã hội nữa đó, nhiều người sẽ biết tới em. Em có ngại cái việc đó hay không? Dạ có ạ. Đó, cho nên chương trình mình thì đang gọi là casting cho các bạn tham gia những cái chương trình, tham gia chương trình này, và các bạn sẽ phải đối mặt với cái việc đó là các bạn bị nhiều người biết tới, mà nhiều người biết tới thì sẽ tốt cho em thôi, em sẽ nhanh có được người yêu đó, cho nên là em đánh đổi cái việc là em tham gia chương trình được nhiều người biết tới để có người yêu, hoặc là em sẽ tự tìm ở ngoài. Còn nếu như em ngại á, em đang e ngại cái việc đó đó, thì mình không cần phải casting nữa, hiểu ý chị nói không? Dạ, em muốn học cho rõ ạ. Ừ, đó thì chị cũng nói trước luôn để biết, cho nên đôi khi các bạn ngại á, thì các bạn sẽ cân nhắc lại nha. Tại vì một khi mà chương trình lên cái kế hoạch mình ghi hình rồi là các bạn đảm bảo giúp cho bên chị về cái lịch trình, rồi sẽ chuẩn bị giấy tờ nữa để tham gia nữa. Đó, nó cũng sẽ khó khăn, khó với em thì sẽ khó với bạn trai thì nó mới nghiêm túc được. Ha. Dạ, dạ, em chịu rồi. Ừ, tại vì chương trình của mình là cũng đã phát sóng cả 10 năm nay rồi em, cho nên là mọi thứ rất là nghiêm túc, chứ không phải là muốn tham gia thì tham gia, không thì thôi ha. Cho nên là nếu mà mình đã quyết tâm tham gia và quyết tâm muốn có một nửa của mình á, thì mình nghiêm túc giúp chị ha. Rồi bây giờ nếu mà em mong muốn, hồi trước giờ từng đã có quen ai hoặc đã từng lập gia đình gì chưa? Thì chưa. Là em trải qua mấy mối tình rồi, rồi em quen bao lâu, lý do vì sao em lại chia tay? Dạ em có quen một hai mối tình mà và cho anh bị tai nạn mất ạ. Là mối tình đó em quen bao lâu? Dạ quen trong khoảng một năm. Rồi khi mà em đang quen rồi em biết tình ảnh mất thì em cảm thấy như thế nào? Cũng hơi buồn và sốc ạ. Ừ, rồi là đã vượt qua được bao lâu rồi em? Dạ cũng được một năm rồi. Năm rồi. Ok, rồi nếu bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người phù hợp thì em sẽ ưu tiên cái điểm gì nhất? Dạ là có công việc ổn định. Biết nấu ăn giỏi thì càng tốt ạ. Rồi, bù trừ cho em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nấu ăn giỏi. Tiếp đi em, còn về tuổi tác là vùng miền sống ở đâu thì được, em có chịu quen xa không? Dạ em cũng hơi ngại quen xa, nếu mà được thì ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu hoặc những khu vực lân cận thì được không em? Dạ em như thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không về tuổi tác nè? Tuổi tác thì em từ 30 đến 50. Tuổi từ 30 đến 50. Rồi nếu mà lớn tuổi quá người ta đã từng lập gia đình thì có được không? Dạ được, miễn lo lắng cho mình được ạ. Ok. Ủa em là cao mét mấy, nặng bao nhiêu á Phương Anh? Dạ cao mét 52, nặng 55 kg. Ok. Cái chỗ em làm là em thuê mặt bằng em làm hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Đâu em xoay thử cái tiệm chị xem thử đi. Chắc mới sáng cũng chưa có khách gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Là ngay ở mặt tiền luôn. Dạ cũng độ 51 ạ. Em là chuyên về tóc nữ hay tóc nam? Dạ em làm nam nữ luôn ạ. Rồi. Ok. Rồi, nói chung là như chị nói ha, nếu hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, nếu mà quan trọng là em có được chọn hay không vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em, và phải tìm rất là nhiều thì mới ra được cái người phù hợp cho em nữa, chứ không phải... Em ơi, điện thoại ha. Dạ. Rồi, ok. Dạ, rồi, em bắt đầu. Em tên là Đoàn Thị Bích Nhi.
Em sinh 1995. Em hiện tại là kinh doanh về thời trang. Trước đây thì em học và làm ở Sài Gòn. Em mới về Đồng Nai là quê em á, là mới có một năm thôi. Là em về quê em mở shop thời trang hay như thế nào? Dạ đúng rồi, em về đây mở shop thời trang và kinh doanh ở đây luôn. Thì việc kinh doanh này kia ở quê ok ổn không? Dạ không, tình hình chung thì chắc kinh tế thì nó cũng gọi là không ổn đâu chị. Nhưng mà thời trang của em là chuyên về cái gì? Dạ áo thun nam chị. Áo thun nam. Dạ dạ. Rồi ok. Bây giờ là Nhi nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Về tính cách đó thì có thể là em là một người là khá là thẳng thắn. Còn có thể là về cái điểm mạnh nữa là em có thể là biết quan tâm chăm sóc gia đình đó. Còn điểm yếu của em có thể là do mình, dạ em có cái này, em về thông tin của em thì cái này có thể em chưa bổ sung vào trong cái profile của em á, là em là single mom, là mẹ đơn thân. Dạ cái này thì chắc là chưa cập nhật đó chị em. Thì do có những cái nó đã đi qua cái chuyện cũ á, thì cái tính cách của em có thể là nó hơi nhạy cảm. Thì cái chuyện nó hơi nhạy cảm thì nó khiến nó ảnh hưởng cho mình, tại vì nó là cũng một là khuyết điểm của mình á, cái nhạy cảm quá thì nó sẽ làm cho mình có cái sự đề phòng. Nhưng mà rồi là em chia sẻ đi, hồi trước là em quen như thế nào, rồi lý do vì sao mà mình lại dừng lại? Dạ em thì kết hôn 2017. Thì chồng của em là người gia trưởng ngoại tình, rồi nói chung là có nhiều khuyết điểm với lại không hợp nữa. Có thể là hôn nhân cũ thì em hơi vội vàng á. Nên nó có những cái nó không hợp. Thì kết hôn khoảng được cũng gần được một năm á, là ly thân. Và sau gần đầu 2019 thì bắt đầu ly hôn. Nhưng mà rồi là con em là bây giờ bao nhiêu tuổi, con trai hay gái? Dạ con em là bây giờ là hơn 6 tuổi, là con trai. Đang ở với em đâu. Sau đó ly hôn, một mình chăm sóc con trai. Nhưng mà sau cái cuộc hôn nhân đó thì em cảm thấy như thế nào? Thì sau một cái hôn nhân đổ vỡ thì em có cảm thấy thì em, tất nhiên em sẽ cũng không mất niềm tin, em cũng không phải là tiêu cực đến mức mà mình đánh giá phiến diện hay là đánh giá mình quy chụp vấn đề nào hết. Tại vì đơn giản là không hợp người thì có thể là không hợp, với lại có những cái vội vàng của mình không tìm hiểu kỹ á, thì nó dẫn đến cái chuyện nó không như ý mình muốn thôi. Em thì là một người tích cực, không có phải là vì một cái chuyện xấu nào đó mà để ảnh hưởng tương lai mình hay là một cái suy nghĩ nào hết. Rồi là em ly hôn chính thức là cách đây mấy năm? Là 5 năm rồi đó chị. Cũng lâu ha. Nhưng mà trong 5 năm đó thì em có tìm hiểu ai khác không? Dạ có, em có quen một người, nhưng mà có thể là cái số em không may sao toàn gặp người lừa dối. Trời ơi, lừa dối là em tự phát hiện ra hay sao? Thật ra là khi mà em quen cái người thứ hai á, là do anh đó cũng đã ly hôn, có hai con, hai con ở với vợ cũ. Nhưng mà mẹ em thì có thể là người cho em cái lời khuyên tốt nhất, mẹ nói là cũng con chung con riêng á. Với lại cái nữa là anh không thật lòng, phải nói không chân thành, không thật lòng. Anh chỉ muốn quen em là vì em thế này, vì em thế kia. Nhưng anh chưa bao giờ có ý định là sẽ kết hôn với em. Lúc đầu thì tán tỉnh thì nói ngọt nói ngon thì như vậy, nhưng mà đến khi quen một thời gian thì em đặt câu hỏi. Thì anh đó mới thật lòng nói ra là anh chỉ muốn quen chứ anh không muốn cưới. Cho nên là dừng lại luôn. Thì bây giờ là Nhi sẽ mong muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào để phù hợp với mình? Hiện tại thì em với em thì trước giờ em vẫn tìm một người đàn ông chân thành với mình trước đã. Rồi sau đó thì mới là những người đàn ông, người ta có sự trưởng thành, rồi người ta có thể chăm lo cho được gia đình. Tại vì khi mà em đăng cái chương trình này là mục đích của em là cũng muốn đi tìm một nơi để em dừng chân lại, chứ em không muốn đông chơi nữa. Thì em cũng hy vọng là chương trình tìm giúp em một người cũng giống quan điểm giống em, là muốn ổn định. Rồi tuổi tác vùng miền của anh này thì ở đâu được? Em thì lại hợp người Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ hoặc là miền Tây. Chứ em thì không thích miền Trung hoặc là không thích miền Bắc lắm. Rồi ok, có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Thật ra là em quan niệm rất rõ, em không thích
người đàn ông cờ bạc, chăn hoa, giống như kiểu là người có ý chí trong, có nghĩa là người nên có ý chí trong cái việc cầu tiến, có cái việc phát triển bản thân, phát triển cuộc sống gia đình, hôn nhân gia đình đó. Nhưng mà rồi cái giai đoạn sau khi mà ly hôn một mình em nuôi con thì có khó khăn vất vả hay không? Khi đó là con em bao nhiêu tuổi? Em lúc đó con em là mới được có 13 tháng lại bắt đầu con em ly hôn là em bắt đầu nuôi con một mình. Nhưng mà lúc đó em làm việc ở Sài Gòn, em học và làm việc ở Sài Gòn. Và khi mà ly hôn thì em để con cho mẹ nuôi ở dưới này. Em thì làm việc, trước đây là em làm ở phòng kinh doanh của một cái phòng khám. Em làm ở đó 4 năm á, em mới về đây. Thì làm việc ở xa thì sẽ có cái kiểu nhớ con, rồi với lại một mình em chăm lo tài chính cho gia đình nữa. Là em có em trai, em phải lo cho nó đi học. Với lại khi mà mẹ em coi coi em rồi á, thì em phải làm luôn cái việc của mẹ luôn, là làm luôn cái việc tạo ra tài chính của mẹ luôn, để cho mẹ yên tâm ở nhà mẹ chồng bé. Nên nó có những cái nó có những cái khó khăn, nó cũng có khó khăn, nhưng mà cái đó cũng là động lực của em luôn. Ok, tại vì chị thấy em là một cô gái cũng khá là mạnh mẽ đó. Năm 95 mà một mình vượt qua tất cả những cái biến cố, tới bây giờ thì chị thấy em là rất là mạnh mẽ rồi. Có thể là ok, nói chung là hôm nay là chị trao đổi với em để thứ nhất là hiểu được cái câu chuyện của em nè, và những cái mục tiêu, tiêu chí của em cần tìm. Thì có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết ha. Dạ dạ. Rồi ok, chị cảm ơn Nghi nha. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình.